Chào mừng toàn thể quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Giải TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và an lành. Bản tin Giải TV ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những tin tức được cập nhật mới nhất trong ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, người dân xung quanh khu vực Vịnh Cam Ranh hồ hởi vui mừng vì nghe tin chính quyền Mỹ sẽ bồi thường tiền di dân nếu Mỹ xây dựng căn cứ quân sự hạm đội 8. Nguồn tin này được các nhà cao cấp lãnh đạo của Việt Nam xác nhận Mỹ sẽ mở rộng căn cứ Vịnh Cam Ranh sau khi Việt Nam đã quyết định Mỹ là đối tác duy nhất cho dự án này. Trước đó, ít ngày, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất với Việt Nam cho Trung Quốc thuê một nửa quân cảng Cam Ranh hoặc ít nhất là 1/3 vịnh. Tuy nhiên, lời đề xuất này của phía Trung Quốc không được nhà nước Việt Nam đáp ứng. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã quay ngoắt lại đe dọa tấn công Vịnh Cam Ranh và biên giới phía Bắc. Những lời đe dọa này của Trung Quốc nhiều năm qua đã trở thành quen thuộc với Việt Nam nên chẳng có gì phải sợ hãi. Ngay cả khi Trung Quốc đem quân sang đánh Việt Nam, thì người Việt Nam sẵn sàng đón nhận, đơn giản vì người Việt Nam chẳng làm gì liên quan động chạm đến người Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tấn công, chúng thực hiện âm mưu xâm chiếm nước khác chẳng vì một lý do nào khác như là chúng bao biện trong những ngày qua. Người dân trong và ngoài nước liên tục theo dõi các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt-Mỹ trước tình hình hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực. Trong những năm đàm phán, hai bên đã đi đến thống nhất cuối cùng bằng tuyên bố của Bộ trưởng Hải quân Mỹ, cho biết Hải quân Mỹ đang triển khai xây dựng và thành lập hạm đội 8 tại quân cảng Cam Ranh, là một hạm đội trực thuộc Hải quân Mỹ đặt căn cứ tại Vịnh Cam Ranh của Việt Nam dưới quyền chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương. Hạm đội 8 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ trên thế giới, với 94 chiến hạm, 750 máy bay chiến đấu và hơn 150.000 quân nhân, hải quân, nhân viên quân sự cũng như hải quân lục chiến. Nhiệm vụ chính của hạm đội 8 là thường xuyên tiến hành các đợt tuần tra trên Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng hải khu vực rộng lớn Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hạm đội 7 tại Yokosuka, Nhật Bản bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí cả Đài Loan trong những trường hợp khoảng cách có thể giúp cho các nước Đông Nam Á thoát khỏi sự bắt nạt của Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc thường xuyên đưa tàu chiến ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia, Indonesia. Nếu nhìn vào vị trí địa lý tại Cam Ranh, chúng ta sẽ thấy Cam Ranh là một cảng hết sức quan trọng. Cảng này nằm chắn ngang bên ngoài cửa ngõ đi đầu tiên đi vào trong quân cảng Cam Ranh. Trong những ngày qua, Mỹ đã cử đại diện hạm đội 8 trực thuộc hạm đội Thái Bình Dương đến Ủy ban Nhân dân xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã gặp bà con trong xã. Phía Mỹ muốn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con sẽ đối mặt với khó khăn khi phải di rời đến nơi ở mới. Người Mỹ làm gì cũng có trách nhiệm với người dân sở tại và không muốn xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết. Những hiểu lầm đặc biệt nghiêm trọng trước đây khi Mỹ đã giải thảm bom B-52 vào miền Bắc, Việt Nam đã tạo ra hình ảnh xấu trong mắt người dân Việt Nam đối với Mỹ. Mỹ không muốn mắc vào sai phạm sau khi rút quân hoàn toàn khỏi Việt Nam vào năm 1973. Vì thế giờ đây, việc người dân khiếu nại trong trường hợp được bồi thường không thỏa đáng, đại diện của Mỹ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cam Bình họp bàn với người dân địa phương để đưa ra mọi phương án nhằm đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu của bà con trong xã trước khi di rời đến nơi ở mới. Phải chi trả các chi phí cho bà con thông qua ban lãnh đạo của thành phố. Quan điểm của người dân trong xã Cam Bình đều đồng tình với chủ trương bảo vệ an ninh quốc phòng của nhà nước, ủng hộ sự hợp tác quốc phòng với Mỹ. Vấn đề là còn lo lắng nhất là sau khi lên bờ, những người dân ở đây không còn đi đánh bắt cá được nữa. Họ sẽ không biết làm các công việc khác do quen với nghề đánh bắt thủy hải sản là công việc truyền thống của họ. Phía Mỹ ngay lập tức đưa ra các giải pháp, ngoài việc đền bù các tài khoản cho người dân theo giá thị trường, sẽ hỗ trợ các cụ già và trẻ em đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, số thứ tự các chuyên gia nuôi trồng thủy hải sản giúp bà con có công ăn việc làm lâu dài mà không cần phải bỏ xứ ra đi, tất cả sẽ làm việc như tại khu vực trong vịnh bằng cách cấp lồng bè để nuôi hải sản ở khu vực bờ biển Vịnh Cam Ranh. Trên bờ sẽ giúp bà con trồng trọt chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Mỹ. Những sản phẩm này sẽ được bán lại cho hạm đội 8 để phục vụ lương thực thực phẩm cho đời sống hàng ngày
của 150.000 quân nhân Mỹ đóng tại quân cảng Cam Ranh. Ngoài ra, con em của những hộ gia đình ở xã Cam Bình sau khi tốt nghiệp hết cấp 3, nó không có nhu cầu đi thi đại học, thì phía Mỹ sẽ cử các chuyên gia đào tạo để làm việc trong các nhà máy và các công việc của hạm đội 8 sau khi Mỹ xây dựng và hoàn thành. Hạm đội 8 tại Cam Ranh sẽ có nhiều tổng công ty tập đoàn đóng tàu khai thác, năng lượng sản xuất vũ khí được triển khai quanh khu vực vịnh Cam Ranh. Mục đích chiến lược lâu dài của Mỹ và Việt Nam là bảo vệ Biển Đông và biển Cam Ranh. Hiện trung tâm tài chính thế giới như Hồng Kông, Thượng Hải, Singapore, trong tương lai gần, Cam Ranh sẽ là khu vực có cảng biển lớn nhất trên thế giới. Tất cả tàu vận tải, tàu du lịch đi mở rộng lớn khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đã phải cập cảng Cam Ranh để sửa chữa, tiếp nhiên liệu. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu khí cũng được xây dựng tại đây nhằm giúp cho cung cấp nhiên liệu có thể trực tiếp mua bán dầu khí tại khu vực quan trọng nhất trên thế giới này. Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiến hành khai thác các mỏ dầu khí băng chảy uranium dưới lòng biển, đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà không bị Trung Quốc cản trở. Những năm vừa qua, Trung Quốc liên tục đưa dân quân biển, xả tàu đánh cá tiến gần vào khu vực mà Việt Nam tiến hành khai thác để cản trở, sẵn sàng đâm húc và đưa giàn khoan ngang nhiên ngăn cản các tàu phục vụ công việc khai thác, làm cho các đối tác của Nga và thế giới phải rút lui. Với các hành động hung hăng của Trung Quốc mà Việt Nam không làm điều gì trước sức ép ngang tàng của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, gió đã đổi chiều. Hạm đội 8 tại Cam Ranh sẽ biến gió Đông Nam thổi bạt gió Tây Bắc. Trung Quốc sẽ phải nhượng bộ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc tuy là nước rộng lớn và đông dân nhất thế giới, nhưng con đường của các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đang hướng tới mang quá nhiều nguy hiểm cho toàn nhân loại. Điều này gây nguy hại cho chính người dân Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục bắt nạt Việt Nam và các nước lân bang. Lãnh thổ Trung Quốc có chung đường biên giới với 14 nước, nhưng Trung Quốc không bao giờ chấp nhận chung sống hòa bình mà liên tục đi gây sự với các nước láng giềng. Các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh thay vì chăm lo cho đời sống ấm no hạnh phúc của người dân Trung Quốc thì họ luôn đi chiếm đoạt những tham vọng viển vông, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và sức của người dân Trung Quốc. Trung Quốc là nước có sản lượng kinh tế đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, nhưng trong thực tế vẫn là nước đòi ăn khát dầu khí, thủy nguyên nhiên vật liệu. Thay vì đi mua lại thì Trung Quốc tính đến việc cưỡng chiếm. Vì thế Việt Nam trong nhiều năm qua luôn phải gánh chịu hậu quả của tư tưởng Đại Hàn trong giấc mộng Trung Hoa. Để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam đã làm bạn và liên minh với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới để kiềm chế Trung Quốc. Trong những năm trở lại đây, mối quan hệ mật thiết với Đài Loan, Việt Nam được cử sang Đài Loan để đào tạo và học hỏi kinh nghiệm tác chiến của nhau. Vào lúc 13 giờ đầu chiều chiều qua, sân bay Nội Bài Hà Nội nhào khi xuất hiện một đoàn xe nối đuôi nhau hàng km của các quan chức Việt Nam. Nhiều người dân tại nơi đây không khỏi thắc mắc là tại sao trong mùa dịch bệnh mà lại có phái đoàn nước ngoài đến thăm, phái đoàn này quan trọng đến mức nào mà có cả một đoàn xe dài của các quan chức Hà Nội. Bởi vậy, mọi con mắt đổ dồn về đoàn xe và họ tò mò đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng ai có được thông tin nào chính xác. Tuy nhiên, câu hỏi thắc mắc của họ đã được giải quyết khi một người ăn mặc quần áo lính xuất hiện. Anh ta đang là một quân nhân trong binh chủng đặc công và anh ấy muốn tận mắt chứng kiến chiếc máy bay đời mới từ Đài Loan bay sang hạ cánh xuống sân bay này, mang theo hai thi thể của đồng đội anh đã hy sinh tại Đài Loan vào đêm ngày hôm kia. Đôi mắt của người lính ấy đỏ ngầu vì khóc sưng cả mắt cả đêm qua khi nghe tin hai người bạn, người đồng chí hy sinh. Anh ta đã không ngủ và vẫn đợi để nhìn hai người bạn xấu số. Nhưng nói thì nói như vậy, chứ làm sao? Được khi mà máy bay hạ cánh, đồng đội của anh ta đã được xe chuyên dụng trở về Hà Nội để làm lễ truy điệu. Thưa quý vị và các bạn, so sánh giữa Nga và Mỹ, chúng ta thấy được sự nhiệt tình của Mỹ trong việc muốn thuê quân cảng Cam Ranh, hòng có thể hợp tác quân sự cũng như khai thác về hỗ trợ kinh tế ở trên Biển Đông. Với Việt Nam, đất nước chúng ta, cho Mỹ thuê quân cảng Cam Ranh, Trung Quốc tổng động viên cho một cuộc đụng độ Việt Trung. Có lẽ cả châu Á cũng không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như con cảng Cam Ranh của Việt Nam. Tạp chí Tuần Tin Tức của Trung Quốc viết đồng thời trích dẫn nhận xét của báo chí Mỹ khi đề cập đến câu hỏi nổi tiếng: ai chiếm được vịnh Cam Ranh này, người đó sẽ chiếm được một nửa. Trung Quốc có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu, đồng loạt. Các báo chí và truyền thông trong nước, Trung Quốc liên tục kích động toàn dân cần phải bảo vệ lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Họ viết như thể giải đất hình chữ S này là một tình lẻ của Trung Quốc.
không bằng một lời tổng động viên của một số vị tướng và những kẻ miệng còn hôi sữa để kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa vì kỷ, đó không phải là vô tác dụng. Khi trên mạng xã hội của nước này, người ta coi Việt Nam và Mỹ như là kẻ thù cần phải bị khai trừ, trừ khử. Tạp chí Tuần Tin Tức Trung Quốc đã có một bài viết rất công phu, phân tích sự hấp dẫn và lợi thế của quân cảng Cam Ranh của Việt Nam, đồng thời phân tích vị thế của con cảng này đối với tình hình an ninh khu vực. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc hiểu rằng chắc chắn Mỹ và Nga sẽ không thể thờ ơ với Cam Ranh được lâu hơn nữa. Tất cả các căn cứ quân sự của họ ở châu Á Thái Bình Dương như Suzhou, Singapore, Yokosuka, Nhật Bản, Busan của Hàn Quốc hay là Apra của Đài Loan đều không thể so sánh vị thế với Cam Ranh trong vấn đề Nam Hải Biển Đông. Đáng chú ý, vịnh Cam Ranh ra đến Trường Sa chỉ có khoảng 600 km, chưa đến 1 giờ bay, các máy bay chiến đấu nhanh nhất của Mỹ đã có thể tấn công mục tiêu, đặc biệt nằm trong tầm ngắm bắn của tên lửa. Vì thế, sự lo ngại của Trung Quốc cộng với rất nhiều những yếu tố khác nữa làm cho tinh thần dân tộc càng bùng lên mạnh mẽ. Và tại Trung Quốc, bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam và được bao quanh bởi rất nhiều đảo to đảo nhỏ khác nhau, biến Cam Ranh trở thành một cảng nước sâu tránh gió rất tuyệt vời. Bên cạnh lối ra vào nhỏ hẹp, Cam Ranh còn được các dãy núi cao khoảng 400 mét vây quanh, nên không những gió, càng gió bão không thể xâm nhập. Mà địa thế cao hiểm này còn có thể khống chế cả khu vực xung quanh, cả một cách rất dễ dàng. Và rồi quân cảng này trở thành một pháo đài vô cùng lợi hại, khiến cho quân địch khó công, nhưng quân ta dễ chủ. Quân cảng Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước rộng tới 98 km2, nước sâu phổ biến ở mức 16-25 m, nơi sâu nhất có thể lên đến 32 m, cho phép đồng thời khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn cùng neo đậu, kể cả tàu sân bay. Nếu bố trí tên lửa phòng không ở vịnh Cam Ranh và những cao điểm xung quanh, thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực, những tên lửa tầm xa. Ngoài ra, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ. Đây là khu vực Bắc Ấn Độ-Thái Bình Dương, vịnh Fresh Bar và biển Hoa Đông cũng như Việt Nam Hải, tức là Biển Đông, theo cách gọi của Trung Quốc. Vừa có lợi thế tự nhiên rất có lợi cho quân sự quốc phòng, lại được cận kề với tuyến đường vận tải biển quốc tế trọng yếu. Nên từ hàng trăm năm nay, vịnh Cam Ranh luôn được hải quân các cường quốc coi là trung tâm dịch vụ hậu cần quan trọng bậc nhất. Sân bay quốc tế Cam Ranh với đường bay dài hơn 3.000 mét đủ khả năng đón máy bay chở khách cỡ lớn. Sân bay có thể đảm bảo cho các máy bay vận tải hạng nặng C-141, C-5 Galaxy và IL-76, máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay tiêm kích cũng như máy bay thường kích ném bom chiến lược đều có thể cất hạ cánh một cách thoải mái nhất. Mới đây nhất, hôm 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao của Mỹ đã có video chia sẻ trực tiếp với người dân Việt Nam về cam kết của Mỹ đối với sự hợp tác với Việt Nam. Bên cạnh đó, trước hơn một tháng, quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài đã thăm Hà Nội trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông khi bộ việc bãi tư chính bị tàu Trung Quốc quấy phá. Tàu khu trục hàm của Mỹ đã công khai xông vào khu vực Trung Quốc đang chốt giữ và hàm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ đã mở 85 cuộc tập trận trong năm 2020, là một tín hiệu mạnh mẽ và đáng kể so với những lời đồn đoán vội vàng của suy luận về sự trở lại của hải quân Nga. Nhiều ý kiến khác cho rằng những động thái tiếp cận mới đây của Mỹ cũng mang đến những tác dụng rất lớn trong chuyến viếng thăm trước đây của ông cựu bộ trưởng là Mark Malata, đã phát biểu rằng Mỹ rất hy vọng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề biển và sự kiện tàu hậu cần USNS. Cập cảng Cam Ranh là một sự thể hiện nguyện vọng này và chắc chắn ông cựu bộ trưởng. Nước ta chưa hề quên chuyến viếng thăm Cam Ranh của cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson hồi năm 1966. Để biết tiếp những điều đó mới đây nhất, ai trong chúng ta đều biết rằng Mỹ là hơn ai hết, bất kể quốc gia nào trên thế giới này có nguyện vọng. Thế lực cảng Cam Ranh của Việt Nam chúng ta, sự chân thành đó thể hiện qua việc Mỹ liên tục hỗ trợ khí tài quân sự cho Việt Nam chúng ta, 17 tàu khu trục hạm, tiếp đến là chuyến tàu ngầm hạt nhân và mới đây nhất là dự án hỗ trợ máy bay chiến đấu tàng hình cho Việt Nam nhưng chưa công bố số lượng là bao nhiêu. Chuyến viếng thăm Cam Ranh của cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson hồi năm 1966, trong chuyến thăm đó báo chí Mỹ đã ca ngợi Cam Ranh rằng ai chiếm được Cam Ranh, kẻ đó sẽ chiếm được một nửa Trung Quốc.
có thể kiểm soát được tuyến đường biển vận tải huyết mạch Á-Âu, có được địa vị bá quyền thế giới. Vì thế Mỹ phải chiến thắng. Nhà hải quân Mỹ phải được đóng ở Cam Ranh, phải tạo được vị thế cân bằng giữa các cường quốc và quan điểm nhất quán của chính phủ Việt Nam với Cam Ranh. Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi ích về kinh tế, mà còn tranh thủ sử dụng quân cảng này làm bàn đạp nâng tầm vị thế của Cam Ranh. Cam Ranh giờ đây không chỉ là sự thèm khát của Nga, của Mỹ, mà còn cả của Ấn Độ và Nhật Bản. Dĩ nhiên, anh bạn vàng Trung Quốc thì không phải là mong sở hữu, mà là mong chiếm đoạt bằng được. Với lời phát biểu mà báo chí những năm 1966 đánh giá về vị trí địa lý chiến lược của Cam Ranh, bằng chứng lịch sử đã cho thấy Mỹ đã chiến thắng được Nga. Dẫu vậy, thời gian đó Nga đã không sử dụng hết sức mạnh của quân cả Cam Ranh. Quan chức ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc kết luận rằng khi các cường quốc tiến vào Cam Ranh ngày càng nhiều, Việt Nam sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tham gia nói chuyện với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông bắt đầu từ năm 1905, Nga hoặc Pháp. Điều Nhật Bản đã đua nhau chiếm cảng Cam Ranh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ đã thậm chí chi tới hơn 300 triệu đô la, tức là khoảng một số tiền lớn hoặc là tỷ đồng, là Mỹ ở thời điểm hiện nay để mở rộng quân cảng Cam Ranh. Từ năm 1979, vịnh Cam Ranh trở thành một căn cứ quân sự lớn nhất của Liên Xô và nước ngoài, đồng thời là vị trí tiền đồn của Liên Xô, kiềm chế Trung Quốc và cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, do tình hình thế giới có nhiều biến đổi, nên từ năm 2002 đến nay, Cam Ranh trở thành một cảng biển điều hưu và chính vào năm 2002, người lính cuối cùng của Nga đã rút khỏi địa bàn và sau đó đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của bước đi này. Thì từ đó, đầu năm 2012 đến nay, Cam Ranh đã bắt đầu được nhộn nhịp trở lại. Chúng tôi muốn nhắc lại và nhấn mạnh chữ nhộn nhịp với ý nghĩa rằng các quan chức cấp cao cũng như các quan chức quân sự của nước ngoài đã bắt đầu để tâm đến nơi đây. Tìm lại một dấu mốc quan trọng, đó là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, như chúng tôi đã nói về sự trở lại của Tổng thống Lyndon Johnson, đó là một bước tiến quan trọng. Nhưng sau này, từ năm 2012, chuyến viếng thăm tháng 6 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leo Prata đã ghé qua cảng Cam Ranh và làm dấy lên tư tưởng là Mỹ sẽ trở lại Cam Ranh trong tương lai rất gần. Chưa hồi kết cuối tháng 7 năm 2012, khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm Nga đã đồng ý để Nga thành lập một cơ sở sửa chữa tàu ở Cam Ranh. Đến lúc này, Cam Ranh đã bộc lộ rõ vai trò là một quân cảng mang lại nguồn tài chính lớn, đồng thời là con bài chiến lược của Việt Nam khi đối đầu với các nước khác. Kể từ lần xuất hiện trở lại vào tháng 10 năm 2010, quan điểm của chính phủ Việt Nam về Cam Ranh rất thống nhất. Chính phủ Việt Nam quyết định rằng biển cảng này thành một cảng biển đẹp và cho phép tàu quân sự của nước ngoài sử dụng nhưng có thu phí. Cục Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, người đã từng đến thăm Cam Ranh hồi năm 2015, bình luận rằng lần này Nga đến Cam Ranh để sử dụng chứ không phải để thuê, Việt Nam sẽ không cung cấp Cam Ranh cho nước thứ ba dùng làm căn cứ quân sự và thái độ đó của Việt Nam là không thay đổi. Lời bình luận này của Cục Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nó như thể là một mệnh lệnh đối với các lãnh đạo chính trị của nước ta, làm cho các quan chức cấp cao của Bộ Chính trị không bao giờ dám thay đổi. Điều này bởi vì có lẽ chiếc vòng kim cô của Trung Quốc quá lớn, làm cho những nhà lãnh đạo phải run sợ. Làm gì có việc một vị quan chức nào có thể nói Việt Nam sẽ không cung cấp vịnh Cam Ranh cho một nước nào khi dùng làm căn cứ quân sự và thái độ đó của Việt Nam là sẽ không thay đổi. Nếu như không nhận được một tín hiệu từ thời điểm đó rõ ràng và sự thay đổi lần này rất quan trọng và có những bước tiến về việc thuê dùng đến sử dụng khác nhau một trời một vực. Thuê dùng có nghĩa là ai thuê thì người đó sẽ có đặc quyền sử dụng, còn sử dụng là có tính chất mở cửa. Trước đây trong chuyến viếng thăm, Nga của ông Trương Tấn Sang cũng nói Việt Nam cung cấp cơ sở trên biển cho Nga hoàn toàn không phải là căn cứ quân sự. Nhờ có Cam Ranh đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la, nguồn tài chính quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong nước lúc đó, cùng với đó là mối quan hệ hợp tác về năng lực, đặc biệt là hợp tác thăm dò khai thác dầu khí Nga-Việt đã có bước tiến đáng kể. Một quan chức ngoại giao giàu tên của Trung Quốc còn cho rằng Việt Nam đã rất khôn khéo trong việc sử dụng con bài Cam Ranh trong cuộc chơi với Nga và Mỹ. Các vị quan chức này nói rằng di chứng từ cuộc chiến tranh Việt Nam đã khiến cho Việt Nam không thể cởi mở hơn với quân đội Mỹ, nhưng họ vẫn có thể dùng Cam Ranh để khiến Mỹ phải đồng lòng. Đồng thời, việc cho phép Nga trở lại và sử dụng cân bằng
là một tâm lý rất tốt. Vị quan chức ngoại giao này nói thêm rằng Cam Ranh có thể là trận chiến tương đối ôn hòa trong chiến lược trở lại châu Á mà cả Nga và Mỹ cũng đang thi hành. Có điều trận chiến lần này đạt được nảy lửa ở trên bàn. Có một điều chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng với những thái độ e dè sợ sệt và tất cả sự phòng bị của mình, Trung Quốc đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến tranh lạnh, một cuộc chiến tranh giành ngai vị tại vịnh Cam Ranh. Và chúng ta người dân Việt Nam ở trong nước phải cẩn thận và chuẩn bị tất cả những gì để chuẩn bị đối phó cho sự tấn công từ nước bạn này. Và rồi thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình sự việc. Liệu rằng Nga hay Mỹ sẽ thuê được cảng biển Cam Ranh của Việt Nam? Sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi xin tạm dừng chương trình tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.